Ủa ai em mới không đâu mất thời gian dữ vậy. Ai em chủ của em nó là đẹp. Con kèo đại cao thủ. Lúc nào mới reset gank vậy anh ạ? Tầm ngày 17 anh em ơi, ngày 17 là sẽ chốt á anh em, còn ngày 10 còn ngày 20 là sẽ bắt đầu đánh 5 game anh em ạ, không còn đánh 10 game nữa, bắt đầu kỳ 2 á. 5 game và thêm một gank lục bảo. Lục bảo là ở trên bạch kim anh em ạ. Trên bạch kim dưới kim cương. Xui vậy, sao đi tớp vô chơi. Ít năm ơi. Ok.
Y4, mấy này chuộng Y4 gần quá nhở, nãy giờ gặp Y4 hoài. Ừ, qua nhắn tin kêu lấy hàng ta. Cũng à. Đơn hàng của ai ta? Trường. Game này có nạp tiền thấy dễ dễ đánh đó nhỉ. Đúng rồi, không khóc chú bé dễ vào, dễ vào quá. Ơi chuyển hai trên chuỗi sớm nào, nó là tùy dễ đi chiến hơn này, bỏ đề bỏ đề có dễ hơn. Innova, Innova là gì ta? Rồi va, Innova là va gì nhỉ? Cái gì Innova nhỉ? Ôi, em trúng dở vậy ta. Em trúng dở vậy ta. Xin tiền được không? Em trúng xin tiền, em trúng đi về mua đồ được không? Nhiều tiền quá rồi anh em. Ôi, con chó này. Này, chết. Dắt nhau về luôn, kéo lại đánh. Ơ kìa, hết kéo à. Rồi luôn, cút luôn, báo thì chứ. Quờ đi, bố mày biên rồi đâu chịu nghe. Tham lam cái gì không biết. Báo thì chỗ, đang lời luôn. Qua nhau ít thôi. Qua qua hai mạng được rồi, bớt là bốn mạng, quá liệt. Anh không biết điểm dừng mà thế mình bỏ tụi nó về bà cho bà cho rồi. Ô bài học nên sống ích kỷ tí, đồng đội nó chết bỏ mặt đề đánh chung với nó chết theo bên em. Đánh là chúng ta nên bỏ chạy thôi. Thằng nào ăn trà hồ, thằng A đơi với thằng mít luôn, hai cái hàng chủ lực luôn. Hello, hello.